Hello, hi, chào mừng các bạn trở lại kênh Long Phi 198 Long Nguyễn của mình nha. Đến với kênh mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video này là làm thế nào để mà khi mà mật ong mình có chua chay nó sẽ không còn ngọt nha các bạn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình đi đường dài, mình di chuyển từ nơi này đến nơi khác, dù xa mấy trăm cây số mà khi mình mở nắp ra, mật ong nó vẫn y như nguyên trạng như khi mình đã đổ mật ong vào. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách nhỏ đó. Đó là những gì kinh nghiệm của mình biết mình đã làm rồi và mình đã thành công, mình chia sẻ cho các bạn biết. Đó, để bây giờ mình sẽ vào nha các bạn, bắt đầu mình sẽ làm nha các bạn. Đầu tiên là mình phải có mật ong nha các bạn. Những tổ mình mới đi bắt về đây, giờ mình sẽ cắt mật ong ra nha. Mình thì mình hay lựa còn những cái thứ này các bạn, còn nhiều bạn thì vô trong cái túi rồi các bạn bóp, còn mình thì mình chỉ ấy cái này thôi. Đó nha, mình chỉ làm về bao nhiêu đây cho các bạn xem thôi. Cái này nữa mình làm lại sao. Đây, bây giờ mật ong mình đã cắt xong này các bạn. Thì mình sẽ dắt nó ra nhé. Mình biết chắc một điều là khi mà các bạn dắt mật ong ra, ai cũng vậy thôi, người nào cũng thế thôi. Dắt mật ong ra lúc nào là mật ong nó sẽ có bọt các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái bọt trắng trắng dưới đó không? Đấy là bọt đó các bạn. Đây, mình chỉ làm như thế đó. Thì cái này nữa là sao các bạn. Bỏ qua đây. Đây các bạn. Đây các bạn nhìn xem đi. Đúng không? Mà không lúc nào các bạn gót nó cũng có bọt hết các bạn. Đây những cái trắng trắng này là bọt đây các bạn. Đây các bạn, lúc nào các bạn dắt mật ong ra nó cũng có bọt hết. Là mình sẽ lấy cái chai mình góp vô nha các bạn.
có quặng đó. Đấy, có quặng đi. Giờ mình sẽ gót mật ong vô chai nha các bạn. Đây các bạn, lúc nào khi dắt mật ong ra cái đường nó đều có bọt hết các bạn. Lúc nào cũng vậy. Đợi mình xíu mình lấy cái quặng nha các bạn. Giờ mình sẽ đổ vô quặng các bạn. Đây, mình sẽ đổ vô chai nha các bạn. Mình vẫn lấy cái lược, mình lược lại một lần nữa nha. Đây các bạn thấy không, khi các bạn góp cái chai nó sẽ những có những cái bọt trắng nó đóng lên trên này nè các bạn. Đây các bạn thấy không, đấy bây giờ mình sẽ làm sao cho nó hết bọt này các bạn. Bây giờ mình sẽ nói với các bạn là các bạn lưu ý cho mình nha, khi mà góp cái chai xong nó có những bọt trắng như thế này, các bạn đem ra nắng các bạn, trời nắng nha, các bạn đem ra nắng cho bạn phơi khoảng chừng 15 hoặc 30 phút, nhưng mà 30 phút đi. Các bạn mở nắp ra nghe, không để nắp lại, để y như vậy phơi nha các bạn, đem ra nắng phơi. Bây giờ mình sẽ đem ra nắng phơi nè. Đây các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ đem ra nắng phơi nha các bạn. Trời đang nắng đây. Đấy. Mình sẽ đem ra nắng phơi từ 15 phút tới 30 phút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để đây, một tí nữa mình sẽ quay lại mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Và đây các bạn, sau khi mình đã phơi khoảng 15 đến 30 phút, bạn nhìn này. Thấy chưa? Chai không còn bọt nữa nha các bạn. Đấy. Vẫn còn những hột nhỏ nhỏ này, nhưng mà khi mình đâu chừng sau khi nữa mình đóng nắp chai lại các bạn, mình để là bọt nó tự nổ ra và nó sẽ ấy các bạn. Sau khi mình phơi các bạn, phơi xong mật ong này nó sẽ chín các bạn. Nó chín rồi là mình khi mình đậy nắp lại những cái bọt trong đó nó sẽ tự nổ, nó tan ra, nó không còn bọt nữa các bạn. Thấy các bạn thấy chưa? Đấy. Giờ mình sẽ đóng nắp chai lại, mình di chuyển đi đâu cũng được chân các bạn. Sau này mình có mở nắp chai ra nó cũng không có bị xì trong đây ra các bạn, nó bị xì ra trong đây ra nó sẽ không có ra các bạn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn. Mình đã thực tế rồi, mình đã làm rồi và mình đã thành công rồi. Mình đã gửi cho người ta đi Sài Gòn, chuyển về Sài Gòn qua đường bưu điện, nó vẫn không bị xì ra. Nhưng mình đem vô ba lô, mình vải đem về tặng tới An Giang, nó cũng không có mở nắp ra, nó cũng vẫn không có bọt và nó vẫn không xì ra các bạn. Thì thường á các bạn á, vừa đổ ong vô á, các bạn không phơi nắng á, thì trong đó nó sẽ còn những cái hơ các bạn, cái hơ như là chất ga đó, các bạn sẽ đóng nắp lại liền. Thì khi mà các bạn mà di chuyển xa á, nó sốc lên sốc xuống á, thì các bạn về nhà các bạn mở nắp ra là ở trong đây nó sẽ trào bọt ra các bạn, nó xì ra, nó tống hơi ra, nó xì ra đó. Cho nên á, hôm nay mình muốn á, chia sẻ cho các bạn á, là hai điều. Điều thứ nhất á, là sau khi dắt mật ong các bạn phơi khoảng 15 đến 30 phút
để sau này mình đóng nắp chai lại, bọt trong đây nó sẽ tự tan, nó sẽ không còn bọt nữa các bạn. Và điều thứ hai á là các bạn có di chuyển đi xa, đem đi đến nơi này nơi kia, nó vẫn không, khi mở nắp ra nó vẫn không xì ra, xì hơi ra các bạn, nó không trào ong ra ngoài. Đấy, đó là hai điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ở cái video này, để mà các bạn biết khi mà các bạn bảo quản mật ong hoặc các bạn di chuyển đi nơi xa thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mật ong các bạn. Mặt các bạn nhìn nè, vẫn trông vẫn đẹp đàng hoàng các bạn, nó không có bị gì trên các bạn, nó không ảnh hưởng gì hết đến mặt. Đấy, các bạn có để bảo quản nó bao lâu nó cũng y như vậy, mặt nó vẫn cho đẹp như thế các bạn. Rồi mình đã thành công rồi cho nên mình mới dám chia sẻ cho các bạn thôi, chứ còn nếu mà mình mà chưa thành công, mình chưa làm rồi mà mình lên chia sẻ thì nhiều khi các bạn làm nó bị xì bọt, các bạn nói mình chia sẻ cái này cái kia thì sẽ tào lao nói cho vui. Nhưng mình đã làm rồi, mình đã áp dụng rồi, mình đã thành công rồi cho nên mình mới dám chia sẻ cho các bạn xem. Đây các bạn xem là cha mặt của mình đây, thấy không, ok đẹp không? Nói chung thì mình nói bọt hết là nó cũng không có tuyệt đối 100% các bạn, nhưng mà mình thấy là nó khoảng đảm bảo cho các bạn từ 90 tới 95% luôn. Đấy, là nó không còn bọt nữa các bạn. Đấy, các bạn nhìn không, bỏ bạn nhìn cha mặt ong đẹp không? Nhưng mà mình khuyên cho các bạn nha, một cái lưu ý nhỏ, các bạn gót đừng lên đại chai này nha các bạn. Các bạn nó lưng khoảng tới đây thôi, chừa nó một khoảng ở trên này, đừng nên gót đại chai lên trên luôn, chỉ tới đây thôi nha các bạn, tới đây thôi là tốt nhất, đừng nên gót đại chai. Đó là cái lưu ý nhỏ cho các bạn khi các bạn gót mật ong vào chai, chừa nó là khoảng chừng 10 khoảng đi các bạn nha. Tới đây được rồi, tới đây là ngon rồi. Đây, thôi mình cũng chia sẻ xong cho các bạn cách mà để các bạn là làm cho mật ong nó không còn bọt hiệu quả, vào chuyển đi từ nơi này sang nơi khác nó không bị sốc, nó không có trào bọt này ra cho các bạn rồi đó. Thôi mình cũng xin kết thúc video tạm dừng ở đây. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình đã có được và mình đã thành công, mình chia sẻ với các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Các bạn thấy video mình chia sẻ hữu ích thì các bạn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào.